cái tâm lý đầu tiên khi nói đến là hút hoặc là xóa đi cái gì đó thì việc đầu tiên ai cũng nghĩ đó là sẹo. Vâng, sẹo sẹo. Chắc chắn rồi, vì mọi người bản thân Cúc cũng đã chứng kiến rất nhiều người rồi, hàng xóm hay các bạn người cũng đi sửa các chân cái chân này của mẹ khác mà thấy mọi người cũng nhiều lần đi hút mà để lại sẹo rất là to. Và ban đầu thì mình cũng nghĩ là bây giờ có nhỏ mà lại mặt mình lại cũng có cái sẹo như vậy. Thế nhưng mà lần đầu tiên mà Cúc được hút mực thì không có một cái cảm giác gì nhá, không có một cái cảm giác gì luôn. Rất nhanh là khi xong thì đúng là nó chỉ có một chút về cái vết đỏ thôi, xong một lúc là hết ngay. Chúng tôi không có cái cảm giác gì cả, không để lại sẹo nhá, không có một cái vết tích gì là mới hút ra, không chảy máu, không bỏng, không gì cả. Mà chị có thể trang điểm và sau đấy là đi diễn luôn, đi diễn luôn chị vẫn thường make up bình thường.